Chào mừng bạn đã đến với video thứ 7 trong series video hướng dẫn về giao diện Flatsum trên hệ thống iRoot.vn. Ở video này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách để chỉnh sửa phần thân trang website của bạn. Ở các video trước tôi đã hướng dẫn các bạn cách để chỉnh sửa phần header, phần footer và import cái giao diện mẫu cho website. Ở phần này thì tôi sẽ hướng dẫn bạn cách chỉnh sửa từ phần dưới header cho đến phần trên của footer website. Thì để làm được điều này, trước tiên bạn hãy đăng nhập vào trang quản trị website của bạn. Sau khi đăng nhập vào trang quản trị, bạn hãy kích vào phần ngôi nhà và kích vào xem trang. Ở giao diện xem trang quản trị, bạn hãy chỉ vào phần sửa trang và bấm vào Edit with Width Builder. Ở giao diện chỉnh sửa sẽ có hai phần. Phần thứ nhất là phần thanh công cụ phía bên trái màn hình. Phần thứ hai là phần demo web hiển thị bên phải này. Để chỉnh sửa bất cứ phần nào bạn nhìn thấy trên cái website, bạn có thể kích trực tiếp vào phần đó và chỉnh sửa. Ví dụ, mình chỉnh sửa phần banner, bấm vào phần banner. Ở phía bên trái sẽ thay đổi để bạn có thể chỉnh sửa. Ở đây bạn có thể thay đổi hình nền của banner. Ví dụ mình sẽ chọn một hình như này. Cái ảnh đã hiển thị ở đằng sau của banner nhưng mà có một lớp màu vàng phủ lên trên. Thì bạn ở phần overlay bạn có thể xóa cái nền màu vàng này đi hoặc là chọn một nền khác. Ngoài ra ở trong cái thanh quản trị này thì bạn có thể chỉnh sửa thêm một số phần. Ví dụ như viền, độ bo viền, màu sắc và gắn link vào banner. Hoặc là bạn có thể chỉnh sửa độ cao của banner. Ví dụ bạn muốn full màn hình thì bạn hãy kích vào full, còn không là bạn sẽ chỉnh sửa bằng tay ở đây. Thứ hai là bạn chỉnh sửa các cái phần ở trên cái banner thì bạn hãy kích vào cái phần đó. Ví dụ mình sẽ sửa cái phần cell này. Bạn kích vào đó và ấn vào Open Text Editor. Và bạn sẽ sửa cái đoạn text ở đây và sử dụng thanh công cụ trên này để định dạng. Tương tự với nút, bạn cũng làm như vậy. Hoặc bạn muốn để cái phần chữ này sang một cái phần chỗ khác ở trong banner thì bạn hãy kích vào nó và bấm vào cái nút di chuyển ở phía góc trái này và di chuyển đến chỗ bạn mong muốn. Bạn có thể thêm một số cái layer khác bằng cách kích vào phần dấu cộng ở bên dưới banner ở đây. Ở bên dưới cũng tương tự như phần banner, bạn muốn chỉnh sửa bất cứ phần nào bạn hãy kích vào phần đó. Ví dụ như phần About Us này, mình cũng kích vào phần đó và chọn hình nền cho phần About Us. Phần chữ cũng tương tự như vậy. Ở phần sản phẩm, thứ nhất là tiêu đề, bạn kích vào tiêu đề, bạn chỉnh sửa. Ví dụ ở đây mình sẽ ghi là sản phẩm nổi bật. Và định dạng một chút cho cái thanh tiêu đề. Ví dụ mình sẽ chọn là ở giữa này, hoặc là bên trái này. Tôi chọn giữa đi. Phần sản phẩm bên dưới bạn kích vào phần sản phẩm. Hiện tại sản phẩm đang hiển thị là 4 sản phẩm trên một hàng và đang để dạng slide, nghĩa là bạn có thể kích để xem sản phẩm nó dạng slide chạy như này. Hoặc nếu bạn không muốn dạng slide, bạn có thể chỉnh ở phần tai này, bạn chỉnh thành dạng row. Row thì nó sẽ hiển thị ra thành các cột sản phẩm. Ví dụ ở đây nó sẽ thành hai cột sản phẩm như này. Phần column nghĩa là thể hiện là số lượng sản phẩm trên một hàng. Ở đây đang để là 4, bạn có thể thấy một hàng đang có 4 sản phẩm. Ở bên dưới phần total post là số lượng sản phẩm hiển thị trong phần sản phẩm này. Ở trên mình đang để là 4 sản phẩm và hiển thị là 8 phần trong total post thì nó sẽ hiển thị thành hai hàng. Ví dụ ở đây mình sẽ sửa thành 9 chẳng hạn thì nó sẽ thành 3 hàng. Nhưng mà nó sẽ thừa một sản phẩm bên dưới rất là xấu. Cho nên phần này bạn sẽ tính toán để sao cho website được đẹp nhất. Phần bên trên này, phần bài viết, bạn có thể chỉnh sửa cho hiển thị một cái chuyên mục nào đó ở chỗ phần sản phẩm này. Ví dụ mình muốn hiển thị chuyên mục tủ lạnh ở phần sản phẩm này thì mình kích vào chọn tủ lạnh. Hoặc nếu không thích mình chọn cho chuyên mục, mình sẽ chọn theo sản phẩm bằng cách phần custom post này. Mình sẽ tìm kiếm tên của sản phẩm. Ví dụ mình muốn hiển thị sản phẩm thứ tư, sản phẩm tủ lạnh 4 này. Cộng với sản phẩm tủ lạnh 8, tủ lạnh 6 vân vân thì bạn cứ chọn và nó sẽ hiển thị lên đây. Thì ở đây bạn sẽ có thể ấn định được sản phẩm. Ở phần dưới này thì nó là hiển thị các cái chuyên mục sản phẩm cũng đang hiển thị dạng slide, bạn có thể chỉnh sửa tương tự với phần sản phẩm. Các cái ảnh của chuyên mục này thì bạn chỉnh sửa trong phần khi bạn tạo cái chuyên mục cho sản phẩm. Bên dưới là follow us Instagram. Nếu bạn có Instagram thì bạn có thể sử dụng phần này, không thì bạn có thể xóa nó đi bằng cách kích vào và bấm vào bánh răng, ấn delete. Kích vào bánh răng delete. Ở bên dưới nó là một cái banner. Ở banner này bạn có thể đặt các cái câu kêu gọi hành động, cái câu slogan hoặc là một số cái về chính sách của bạn ở đây. Bạn cũng kích trực tiếp vào và chỉnh sửa như vậy.
Ở bên dưới phần post thì bạn cũng chỉnh sửa tương tự như phần sản phẩm, bạn kích vào phần các bài viết đó và chỉnh sửa. Ở đây đang để style, đang để phần style là slide, bạn có thể để dạng row. Column đang là 3, bạn có thể để thành 4. Phần total post vân vân. Trường hợp bạn muốn thêm những cái khối khác mà không phải các cái khối có sẵn thì bạn hãy chỉ vào cái phần trống bên dưới này, và nó có một cái thanh ngang và có dấu cộng ấy, bạn click vào dấu cộng đó. Ví dụ mình sẽ thêm một cái row hoặc section. Và row hoặc section này là phần để mình thêm một cái khối vào trong cái website của mình. Phần row thì nó thường không có nền, còn section thì nó sẽ là dạng có nền. Thì tùy nhu cầu của bạn, bạn sẽ sử dụng một trong hai phần này. Ví dụ mình sẽ thêm dạng row. Ở đây nó sẽ cho bạn phân ra là dạng row 2 cột, row 3 cột, 4 cột hoặc là cột to, cột nhỏ. Bạn có thể xem ở đây và có thể lựa chọn cho phù hợp với cả website của bạn. Để thêm một cái gì đó vào row thì bạn hãy cũng kích vào cái phần row đấy, ấn dấu cộng và chọn một cái phần nào đó mà bạn muốn vào đây. Ví dụ như một cái dạng hình ảnh chẳng hạn thì mình sẽ chọn là image. Rồi, mình sẽ chọn hình ảnh vào đây. Ví dụ. Ok. Thì với những cái thao tác đơn giản như vậy, bạn có thể chỉnh sửa website của bạn như ý muốn, và bạn có thể có được một cái website như ý. À, chúc bạn thành công.